chị cũng sang Việt Nam chơi còn lâu không? Con đang thuyết phục con trai bác để nghiên cứu âm nhạc của anh ấy. Tính cách của em, người Việt Nam gọi là bướng bỉnh. Vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu? Là lần anh Việt ướt đi tặng Thanh Thủy, hay là những cơn mưa rào ở Huế, là đóa hướng dương của thanh xuân, hay là những lần anh gặp Mai ở Đà Lạt? Mai, anh Sơn, chị Công Sơn và Khánh Ly. Mọi người đều tò mò. Giữa anh và Khánh Ly có chút tình yêu lãng mạn nào không? Anh Sơn về Huế yêu tình yêu của anh. Nghệ sĩ cũng cần phải có lập trường chính trị. Người nghệ sĩ không nên đứng về phe nào. Hòa bình ấm no độc lập. Hòa bình. Có nhiều làm thơ ở quanh anh. Sao anh chưa bao giờ cưới vợ? Em phụ tôi một thời bé dài, thơ dài. Kia chỉ là một sự vơ víu cho tâm hồn. Đã qua rất nhiều ngày tuyệt vọng tới cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Tình ấy, trái tim anh đã chẳng ai. Nợ lại lần này trong cõi đời.